Chào mừng các bạn đã đến với Digital. Và một ngày khá là đẹp trời như hôm nay thì mình muốn chia sẻ đến các bạn một số tính năng hay của trên Samsung Galaxy S21 Plus mình đang cầm trên tay đây. Và xin nhắc lại một chút, nếu các bạn nào đang quan tâm tới Galaxy S21 series hoặc là các sản phẩm của Samsung, đừng quên tham khảo tại trang web của Di Động Việt đang có rất nhiều chương trình hấp dẫn. Đặc biệt mình xin nhắc lại thêm một lần nữa là hiện tại Di Động Việt đang có chương trình dùng thử sản phẩm Galaxy S21 series trong vòng 14 ngày. Chi tiết hơn các bạn cũng hãy tham khảo đường link mô tả nhé. Đầu tiên thì mình sẽ chia sẻ một số tính năng hay về phần màn hình. Thì đối với lại Galaxy S21 series, Samsung đã trang bị cho chiếc điện thoại này tần số quét của nó rất là cao, lên tới 120Hz. Nhưng mà tính năng mới trên Samsung nó lại thông minh hơn so với thế hệ trước, ở điểm là nó sẽ tự động tương thích với cái tác vụ mà các bạn đang sử dụng. Nếu như các bạn chọn chế độ chuẩn thì tần số quét màn hình của nó sẽ là 60Hz. Còn khi các bạn chỉnh chế độ tương thích thì tần số quét màn hình của nó sẽ đẩy lên mức tối đa là 120Hz. Nhưng mà không phải lúc nào cũng 120Hz đâu, mà tùy vào những cái tác vụ sử dụng. Ví dụ như đối với các tác vụ cơ bản hàng ngày, lướt web, nhắn tin chẳng hạn, thì máy sẽ không đẩy tần số quét màn hình lên tới 120Hz làm gì, bởi vì nó quá lãng phí dung lượng pin hao cũng như là máy nóng nữa. Thì Samsung sẽ cho nó một cái tần số quét thích hợp hơn. Còn khi mà các bạn thực hiện những cái hoạt động chuyển cảnh, ví dụ như là lướt đa nhiệm nè, hay là mở thanh thông báo trạng thái, thực hiện mở ứng dụng mới, thì lúc này Samsung mới đẩy tần số quét lên 120Hz cho cái độ mượt mà nó cao hơn. Đó là về phần tốc độ chuyển động. Còn bây giờ cái tính năng thứ hai mà mình cũng rất là thích, đó chính là chế độ màn hình. Đối với các sản phẩm của Samsung, do sử dụng tấm nền AMOLED cho nên nó sẽ có thiên hướng là rực mắt, chất lượng hiển thị của nó cũng rất là cao cấp nữa. Tuy nhiên đối với một số trường hợp, ví dụ như chúng ta chỉnh sửa hình ảnh và chúng ta up ảnh lên mạng xã hội để sống ảo, thì nó sẽ đòi hỏi cái sự chân thật từ bức ảnh nhiều hơn. Bởi vì đôi khi cái màn hình nó có cái độ rực rỡ quá thì chúng ta sẽ không thể nào biết được chất lượng ảnh thực tế nó như thế nào. Chính vì vậy ở đây chúng ta sẽ có chế độ tự nhiên. Và khi các bạn bật chế độ này thì các bạn sẽ cảm thấy là màn hình nó sẽ bắt đầu nhạt màu đi và nó sẽ chuyển sang hiển thị theo kiểu là trung thực hơn. Và nếu các bạn nào thường xuyên giải trí, dù xem phim, chơi game, thì mình lại khuyến khích các bạn bật chế độ sinh động này lên. Nó sẽ đẩy màu sắc lên và khi các bạn giải trí nó sẽ sướng hơn rất là nhiều. Hoặc là các bạn nào thích tông màu lạnh thì có thể kéo về lạnh nè, nó sẽ xanh hơn. Hoặc là các bạn thích tông màu nóng thì nó sẽ trở nên ấm vàng hơn một chút. Mình thì thích cân bằng, mình sẽ để ở giữa. Hoặc là các bạn cũng có thể tùy chỉnh riêng cái độ ấm màu tùy theo sở thích của các bạn nữa. Mình sẽ để nó ở mức sống động ha. Mà nhắc tới màn hình thì sẽ không thể nào mà bỏ sót đi được cái thanh điều hướng ở đây. Có thể là các bạn cũng biết rồi, nhưng mà hiện tại cử chỉ vuốt nó đang là xu thế rồi, chứ không phải còn là ba cái phím điều hướng trên Android nữa, cho nên mình sẽ chuyển qua đây. Rất là đơn giản, các bạn thấy không? Rồi, đó là về phần màn hình. Tiếp theo sẽ là về chế độ phím bên cạnh, là phím này. Đối với lại mặc định trên các chiếc điện thoại Samsung thì cái phím nguồn khi các bạn giữ lâu nó sẽ kích hoạt Bixby. Thì đối với mình cái chế độ Bixby nó sẽ không hữu ích cho lắm, bởi vì trợ lý ảo này nó chưa thực sự gọi là làm mình hài lòng. Thì trên Galaxy S21 Plus này cho phép chúng ta tùy chỉnh được cái phím cạnh. Khi các bạn nhấn hai lần thì nó sẽ khởi động nhanh máy ảnh. Đó, rất là nhanh đúng không? Rồi, nếu như các bạn nhấn và giữ thì mình đã tùy chỉnh là menu tắt nguồn. Thật ra ban đầu thì máy sẽ mặc định để là đánh thức Bixby, nhưng mà mình sẽ cảm thấy nó không cần thiết cho lắm. Mình sẽ chuyển sang menu tắt nguồn đó. Như vậy nó sẽ phù hợp với cái thói quen sử dụng của mình hơn. Tiếp theo nữa thì mình cảm thấy đây là một tính năng rất là hay. Và không chỉ riêng trên Galaxy S21 này đâu, mà nó sẽ có mặt trên hầu hết tất cả các điện thoại Android xuất hiện trong một năm trở lại đây. Đó chính là tính năng chia sẻ lân cận. Thì hiểu nôm na tính năng chia sẻ lân cận này nó khá là giống như là tính năng AirDrop có trên các chiếc điện thoại iPhone vậy đó. Mình sẽ bật tính năng này lên. Ví dụ ở đây mình sẽ chụp một tấm hình đi. Đó, một tấm hình. Rồi, và ở đây mình đang có một chiếc điện thoại Android khác. Bây giờ mình sẽ bắt đầu mở cho các bạn xem tính năng chia sẻ lân cận nó như thế nào. Đây, mình sẽ mở tính năng chia sẻ lân cận trên... Đó, bây giờ bắt đầu chia sẻ nha. Ở đây rồi, chia sẻ lân cận, đang tìm thiết bị lân cận. Đó, như vậy là chiếc điện thoại còn lại của mình đã bắt đầu nhận hình ảnh này. Mình chỉ cần chấp nhận cái thôi là hình ảnh chuyển qua rất là nhanh. Nó nhanh hơn khi các bạn bắn Bluetooth rất là nhiều. Đó, rất là nhanh. Đó là tính năng chia sẻ lân cận của điện thoại Android.
Tiếp theo thì mình sẽ chia sẻ đến các bạn một số tính năng hay liên quan tới máy ảnh. Ở đây là chụp một chạm, thì máy sẽ cho chúng ta đâu đó khoảng 10 giây để đọc chụp nha. Rồi, đó, như vậy máy đã xử lý xong, chúng ta sẽ có thêm rất là nhiều những sản phẩm có được từ cái pha chụp một chạm vừa rồi. Ví dụ như đây là tấm hình mặc định nè ha. Rồi ở đây sẽ tấm hình là nó bỏ filter màu đen trắng vào. Rồi ở đây là một tấm hình với cái màu sắc rực rỡ hơn, với tỷ lệ khung hình là hình vuông. Ở đây là nó sẽ bật chế độ giống như là boomerang vậy á. Ảnh sẽ lặp đi lặp lại này, chúng ta có thể đăng lên mạng xã hội sống ảo ngay. Và tiếp đó là chúng ta sẽ có luôn một cái đoạn video 10 giây rất là dài về cái chuyển cảnh hồi nãy của mình. Đó, rất là nhanh thôi. Tiếp theo là một tính năng mới chỉ xuất hiện trên thế hệ Galaxy S21 series thôi, đó chính là góc nhìn đạo diễn. Đó, thì máy sẽ cho chúng ta hai góc camera, một góc là góc camera chính ở phía sau và góc còn lại sẽ là camera ở phía trước, để chúng ta có thể thu lại hình ảnh đồng thời từ hai hướng. Thử nha. Alo. Rồi, và đây là sản phẩm của chúng ta. Nó sẽ giúp các bạn tiện lợi hơn rất là nhiều khi các bạn vừa muốn ghi lại phong cảnh ở phía sau mà vừa muốn có sự xuất hiện của mình trong cái bức ảnh đó, trong cái đoạn video đó, thì cần chúng ta bật cái tính năng đó là góc nhìn đạo diễn. Tiếp theo sau đây thì mình sẽ chia sẻ đến các bạn hai tính năng, nhưng mà hai tính năng này nó sẽ có liên quan một chút tới máy tính, cho nên nếu các bạn nào có máy tính thì các bạn thực hiện theo mình ha. Đầu tiên là tính năng liên kết Windows. Rồi, hiểu nôm na tính năng này sẽ giúp cho chiếc điện thoại của các bạn kết nối với chiếc máy tính. Lúc đó các bạn có thể truy xuất dữ liệu, ứng dụng, tin nhắn, hay thậm chí các bạn cũng có thể gửi tin nhắn thông qua chiếc máy tính nữa, không cần nhất thiết là phải cầm điện thoại lên soạn tin nhắn làm gì. Hay là các bạn sao chép hình ảnh nó cũng rất là nhanh luôn. Và để thêm máy tính, các bạn chỉ cần thêm máy tính ở đây. Lúc này trên chiếc máy tính Windows các bạn hãy truy cập vào cái đường dẫn sau là www.ak.ms/linkphone, thì ngay lập tức cái máy tính của các bạn nó sẽ bắt đầu mở vào cái giao diện của ứng dụng YourPhone, và các bạn quét cái mã này xong, lúc này các bạn hãy đưa chiếc điện thoại này quét vào cái phần mã QR xuất hiện trong cái ứng dụng YourPhone là lập tức hai chiếc máy này nó kết nối với nhau, vô cùng đơn giản. Và một tính năng nữa liên quan tới máy tính đó chính là Desk. Thì đây chính là một cái ứng dụng rất là đặc trưng của Samsung rồi. Nó sẽ giúp các bạn có thể xuất hình ảnh, thậm chí là sử dụng chiếc điện thoại Galaxy S21 Plus này giống như là một cái chiếc PC gì đó, và nó chỉ cần xuất hình ảnh ra thôi. Và đối với các bạn nào mà hay làm tác vụ văn phòng á, cần một chiếc máy thay vì là chúng ta xách một cái laptop đi, thì lúc này chúng ta chỉ cần một cái màn hình thôi, thì Samsung Desk sẽ giúp cho chúng ta xử lý các tác vụ tương tự như chiếc laptop vậy đó. Vừa rồi thì mình cũng đã chia sẻ rất là nhanh với các bạn những tính năng hay có trên điện thoại Samsung Galaxy S21 Plus. Có thể là chúng ta sẽ có thêm nhiều những tính năng hay nữa trong tương lai, và các bạn hãy đăng ký theo dõi kênh của D Channel nhé. Và xin nhắc lại một lần nữa, như những video gần đây thì Di Động Việt đang có một chương trình cho phép dùng thử Samsung Galaxy S21 Plus trong vòng 14 ngày. Chi tiết các bạn hãy tham khảo trang web Di Động Việt nhé. Cũng như là các bạn nào đang quan tâm tới các sản phẩm Samsung, đặc biệt là S21, thì có thể click vào đường link ở phần mô tả. Còn bây giờ mình xin chào và hẹn gặp lại các bạn trên hack của D Channel. Bye bye.